Thưa quý vị, sau khi nhiều hoạt động được phép trở lại từ ngày 30 tháng 9, đến nay, người dân Đà Nẵng đã quen dần với trạng thái mới sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Người dân phấn khởi khi các hoạt động được nới lỏng, song vẫn luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên tại quận Liên Chiểu. Ngay sau khi thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch, nhiều cơ sở kinh doanh tại quận Liên Chiểu cũng đã hoạt động trở lại. Ngoài yêu cầu về 5K, các cơ sở đều tuân thủ việc quét mã QR code đối với từng khách hàng khi đến giao dịch. Tôi thấy là việc cài đặt phần mềm này là thuận tiện cho khách hàng khi mua hàng hơn. Thì nó áp dụng vào thì nó nhanh gọn hơn. Cho việc viết giấy thì nó thuận tiện hơn. Khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đi chợ theo đúng tần suất quy định là yêu cầu bắt buộc với người dân hiện nay khi chợ truyền thống mở lại. Đến nay, các chợ truyền thống tại quận Liên Chiểu đã hoạt động trở lại để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Tại đây, chỉ bố trí 50% tiểu thương buôn bán và tất cả các quầy sạp đều có vách ngăn như thế này. Hộ kinh doanh đó là thực hiện cái vấn đề là bán theo ngày chả ngày lễ và có chợ là 3 ngày lần và đeo thẻ, chúng tôi kiểm tra nghiêm túc và che chắn các giữa khách hàng và cũng như là người mua người bán đó, là có cái tấm chắn. Sau nửa tháng chuyển trạng thái mới, nhiều hoạt động kinh tế xã hội tại quận Liên Chiểu cũng dần khôi phục trở lại. Đi kèm với đó là các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng theo đúng phương án đã xây dựng. Việc xét nghiệm sàng lọc đối với các khu vực có nguy cơ cao cũng như xét nghiệm đại diện hộ gia đình cũng được quận triển khai theo đúng kế hoạch trước đó. Chúng tôi đã thành lập ngay tất cả các tổ để tuần tra kiểm soát và hướng dẫn bà con nhân dân trong việc thích ứng đối với lại điều kiện mới như thế này. Cụ thể là chúng tôi đã thành lập 4 cái tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên cái địa bàn. Bên cạnh đó thì có 2 cái tổ kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể. Từng là điểm nóng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng với nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, đến nay quận Liên Chiểu đã là vùng xanh. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, trong khi địa bàn quận tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể xâm nhập, nên địa phương vẫn luôn duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch COVID-19.